Hello mọi người, em xin tự giới thiệu, em là Hằng, nhân viên của hợp tác xã Giao Phúc Sen. Ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục series giới thiệu bộ dao, thì em sẽ lên với mọi người thêm một cái bộ dao cán gỗ mun này, chốt ở khâu inox, và bộ này thì sẽ có hoa văn một mặt cho cả nhà nhé. Bản này thì cũng là một cái bản mà em mới lên cách đây chốt tầm độ vài tháng thôi, nó cũng khá là mới, tuy nhiên là nhìn nó không lạ lắm đâu, bởi vì là cái bản này nó cũng sẽ chỉ là cái bản dao lưỡi truyền thống thôi mọi người ạ. Chỉ là cái phần lưỡi dao ấy, thì nó sẽ hơi bo một chút như thế này. Hơi bo một chút, có cả ở ba cây, một cây chặt xương, một cây chặt gà, một cây thái, thì cái phần lưỡi nó sẽ đều bo và nó có cái cán đục lỗ cho mọi người. Em có đục lỗ treo cho cả nhà mình luôn, và một con dao lọc như thế này cả nhà nhá. Bốn cây dao như thế này. Và hôm nay nhân dịp là lễ Vu Lan, em lên với mọi người thì em cũng sẽ có quà tặng tri ân tới cả nhà mình khi mà cả nhà mình mua một bộ dao như thế này. Đầu tiên thì em sẽ lên dao cho cả nhà trước mọi người nhá. Đầu tiên thì sẽ là một cái bản dao chuyên chặt xương này. Con này có mã là N10TM ạ. Bản này là N10TM, con này đang có giá niêm yết của nhà em là 379.000 cả nhà nhá. 379.000 một cái mẫu chuyên để chặt xương này. Ví dụ như các bác chuyên sử dụng để chặt xương to như xương ống, xương chân giò, xương thủ thì đều ok các bác nhá. Đây ạ. Bản này thì cái phần lưỡi nó sẽ rơi vào khoảng 24cm ấy mọi người ạ, 23 đến 24cm, và cái phần rộng này nó sẽ rơi vào khoảng 9,5cm này. Sống lưng dao sẽ rơi vào khoảng 5 ly. Đây, cái phần này đang hơi chói một chút cả nhà. Rơi khoảng 5 ly như thế này. Một mặt sẽ có hoa văn dập rất là tỉ mỉ như thế này, và một mặt trơn mọi người nhá, một mặt trơn hoàn toàn như thế này. Cán sẽ là cán gỗ mun này, chốt vào khâu inox cả nhà nha. Trên lưỡi dao em có dập chìm chữ H tích Giao Phúc Sen như thế này cho cả nhà mình luôn, và có tem chống giả đầy đủ cho mọi người. Đối với cái bản này thì em sẽ có đục lỗ ở đây cho cả nhà mình luôn, tiện cho mọi người khi mà mọi người sử dụng xong, mọi người rửa sạch, mọi người lau khô và mọi người treo lên cho em là quá hợp lý luôn ạ. Bản này mọi người chuyên sử dụng để chặt những cái loại xương to cho em, bởi vì là nó khá là nặng. Nếu mà xét về cái độ nặng của con dao này, nó sẽ lên nặng vào khoảng 8-9 lạng các nhà nhé. Hoặc là nó sẽ hơn một chút. Có những cái bản thì nó sẽ khoảng hơn 9 lạng một chút xíu mọi người nhé. Đấy. Con này thì bộ này thì hoa văn của nó nhìn sẽ khá là đều và đẹp. Tất cả bộ này từ con chặt xương, chặt gà, dao thái và dao lọc thì nhìn cái hoa văn nó sẽ giống nhau hoàn toàn luôn cả nhà nhé. Bản này của nhà em đang có giá là 379.000. Bác nào mà cần một cái cây chặt xương thì mọi người có thể chọn cho em bản này. Nhìn qua thì nó cũng sẽ là một cái bản dao dáng truyền thống thôi, tuy nhiên là cái phần lưỡi nó sẽ hơi bo như thế này một chút. Nhìn nó sẽ không quá là cứng mọi người ạ, nhìn nó sẽ mềm mại hơn một chút. Cây thứ hai là một cái mẫu chuyên để chặt gà vịt cả nhà nhé. Mẫu này có mã là N09TM này. Con này đang có giá là 359.000. Nếu mà cả nhà mua trên video của em thì em sẽ giảm tròn cho cả nhà còn 350.000 miễn phí ship. Bản này thì cán cũng sẽ là cán gỗ mun như thế này, chốt vào khâu inox. Đối với cái con cán gỗ mun này thì cái phần cán dao mọi người có thể nhìn thấy nó sẽ hơi ảnh đỏ, ảnh nâu một chút, nhìn kiểu như là nó có vân nhẹ. Đấy, nhưng mà nó sẽ không rõ như cái bản gỗ cầm chỉ mà em lên với cả nhà đâu. Tuy nhiên là nhìn khá là đẹp và bóng mọi người nha. Đây ạ. Bản này thì ánh nâu một chút như thế này, và có những cái bản gỗ mun thì nó sẽ ánh xanh một chút cả nhà nhé. Con này phần lưỡi dao của nó sẽ rơi vào khoảng 22cm thôi, và rộng vào khoảng 9cm. Rộng khoảng 9cm này. Em có đục lỗ ở đây cho mọi người luôn. Với cái bản dao chặt gà vịt này thì sống lưng của nó sẽ rơi vào khoảng 3 ly thôi mọi người ạ. Rơi vào khoảng 3 ly và nặng khoảng 500-550g. Một mặt có hoa văn như thế này và một mặt trơn. Trơn hoàn toàn như thế này luôn ạ. Đối với cái bản này thì cả nhà có thể sử dụng để chặt gà vịt, chặt sườn cho em này, hoặc là mọi người cũng có thể sử dụng để thái cho em cũng được nhá. Cái phần lưỡi dao ở đây nó cũng sẽ kiểu hơi bo phát một chút như thế này, bo bo một chút như thế này, nhìn nó sẽ đẹp và nhìn khá là uyển chuyển mềm mại. Đây. Hoa văn được dập rất là tỉ mỉ như thế này luôn ạ. Đây là hoa văn nổi chứ không phải hoa văn chìm cả nhà nhá. Cả nhà có thể mài thoải mái cho em luôn, không sợ biến mất cái phần hoa văn này đâu. Việc dập hoa văn như thế này ở trên lưỡi dao, thứ nhất là tạo cái độ đẹp cho cái con dao của mình này. Và thứ hai là cũng hạn chế được cái việc bám dính thức ăn ở trên dao, tốt hơn mọi người nhé. Tốt hơn cái bản trơn một chút ạ. Đấy, đẹp. Ngoài ra thì bộ dao này mọi người có thể sử dụng ở trong gia đình này, hoặc là mọi người sử dụng làm hàng. Các bác cũng có thể sử dụng để làm quà tặng cho em luôn cũng được. 359.000 em giảm cho cả nhà mình còn 350.000 ở trên video ngày hôm nay ạ. Tiếp theo thì sẽ là một cái mã dao thái mọi người nhé. Bản dao thái này là dao thái vừa. Nhà em thì sẽ có đầy đủ những cái bản dao thái từ bản rộng 10 này, bản rộng 8, bản rộng 6 hoặc là bản rộng 4 cho mọi người. Phù hợp với chức năng và nhu cầu của các bác. Em có rất là nhiều mã dao thái, tuy nhiên là cái bản dao thái hôm nay em lên mọi người, bản này là N09ATM. Con này đang có giá là 309.000. Nếu mà cả nhà mua trên video của em ngày hôm nay thì em sẽ giảm cho cả nhà mình còn 290.000 miễn phí ship. Đấy, giá rất là ưu đãi dành cho các bác luôn ạ. Con này thì cái phần lưỡi dao nó sẽ rơi khoảng 20cm thôi các bác nhé. Và phần rộng này nó sẽ rơi khoảng 7-8cm này. Đối với một cái mã dao thái thì cái sống lưng nó sẽ rơi vào khoảng 1,5 ly thôi ạ.
Tất cả những cái bản dao thái của nhà em đều sẽ rơi vào khoảng 1,5 ly. Mọi người chuyên sử dụng để thái thịt cá, rau củ hoặc là gọt bổ hoa quả cho em đều rất là tốt. Bản này cũng có một mặt hoa văn như thế này, rất là tỉ mỉ luôn ạ. Con này nhìn sáng và bóng cả nhà nhớ. Một mặt thì sẽ là trơn như thế này, có đục lỗ treo cho mọi người mình luôn. Đây, cả ba cây chặt xương, chặt gà và dao thái thì em đều có đục lỗ treo cho mọi người. Có tem chống giả như thế này cho cả nhà mình này. Và có dập chìm chữ HT Gia Phúc Sen này. Lưỡi dao thì được đập rèn thủ công từ thép nhíp xe ô tô Nga, chắc chắn và bền mọi người nhé. Cán dao thì được làm từ gỗ mun này, chốt và khâu inox này. Đấy, bản này đang có giá là 309, em giảm cho cả nhà còn 290.000 miễn phí ship thôi. Nếu mà bác nào mình ưng mẫu này thì mọi người có thể comment cho em mã là N09ATM. N09ATM. Đấy, rất là đẹp và bản này thì nhẹ thôi mọi người ạ, nó sẽ rơi khoảng hơn 3 lạng thôi. Mọi người có thể sử dụng để thái trong gia đình này hoặc là mọi người sử dụng trong nhà hàng cho em cũng được mọi người nhé. Và cuối cùng trong cái bộ dao 4 món hôm nay em giới thiệu tới mọi người thì sẽ là một cái mã dao lọc. Đây, con dao lọc ngày hôm nay em giới thiệu tới cả nhà đang có mã là G17ATM. Bản này thì cũng sẽ có hoa văn một mặt như thế này cho mọi người này. Một mặt sẽ là trơn như thế này. Đấy, có đầy đủ tem chống giả cho mọi người. Có dập chìm chữ HT Gia Phúc Sen này. Cán sẽ là cán gỗ mun và khâu inox cả nhà nhé. Gỗ mun này rất là bóng ạ, không mùn mọt, không mùi mọt gì và mọi người yên tâm là không bị thấm nước. Các bác sử dụng càng lâu thì cái phần gỗ mun này nó sẽ càng bóng cho em này. Đấy, càng bóng càng đẹp cho em. Kể cả cái dòng dao thép nhíp này mọi người sử dụng lâu và mọi người sử dụng thường xuyên thì nhìn nó sẽ bóng và đẹp hơn. Mọi người có thể mài thoải mái cho em, mình có thể sử dụng đá mài độ mịn cao này hoặc là mình có thể sử dụng mài bằng máy hoặc mài bằng đá mài bùn cho em cũng được. Rất là tiện. Đối với cái bản dao dòng thép nhíp mọi người có thể sử dụng mài rất là dễ. Dễ hơn là khi mọi người mài cái dòng inox hoặc là thép trắng không gỉ 440C. Đấy, bản này cũng sẽ có ưu điểm là sắc bén và bền cả nhà nhé. Đối với cái mã dao lọc này thì cái phần lưỡi dao nó sẽ rơi vào khoảng 19-20cm này, rộng vào khoảng 4 đến 4,5cm thôi mọi người nhé. Đấy, bản này thì sống lưng sẽ rơi vào khoảng 1,5 ly. Các bác có thể sử dụng để lọc thịt cá này hoặc là gọt tỉa hoa quả cho em cũng được. Bản này mọi người có thể sử dụng để gọt bổ hoa quả rất là tiện. Nó cũng sẽ có cái điểm tì tay như thế này khi mà em cầm. Con này đang có giá là 279.000. Nếu mà cả nhà mua trên video của em ngày hôm nay thì em cũng giảm cho cả nhà mình còn 270.000 miễn phí ship nha mọi người ơi. Đấy, còn cả bộ dao ngày hôm nay em lên mọi người gồm một cây chặt xương này, một cây dao chặt gà, một cây dao thái và một cây dao lọc như thế này thì em cũng sẽ có giá ưu đãi dành cho mọi người. Cả nhà mua bộ dao của em ngày hôm nay giá niêm yết bộ dao đang là 1.326.000 cho 4 cây dao như thế này. Đấy, em sẽ tặng kèm cho mọi người một cân miến rong Cao Bằng gồm có hai túi, một túi 500g như thế này mọi người nhé. Một túi thì sẽ là 500g. Ở trong này thì em sẽ có từng cái tép miến ở trong, mọi người có thể nhìn kỹ giúp em. Bản miến rong này 100% từ thiên nhiên, làm từ củ rong mọi người nhé, không phụ gia và không hóa chất này, được phơi nắng tự nhiên. Các bác cũng đã biết rồi, miến rong Cao Bằng thì là một cái đặc sản. Em sẽ bọc trong túi zip như thế này. Mọi người có thể sử dụng để ăn sáng này, nấu canh này, hoặc là mọi người có thể sử dụng để làm miến xào, hoặc là mình có thể sử dụng làm nem. Cũng sắp đến dịp Vu Lan rồi thì mọi người cũng có thể sử dụng miến này trong những cái bữa ăn gia đình cho em. Mọi người sử dụng bữa ăn hàng ngày này, hoặc là những cái bữa tiệc này, làm nem này. Ở trên em thì rất hay sử dụng những cái bản miến rong này để mình làm canh miến này, miến xào này, hoặc là làm nem thì rất là thích. Một túi như thế này là 500g mọi người nha. Đấy, mọi người sử dụng cái bản miến rong này rất là dễ thôi. Mọi người bảo quản, chỉ cần bảo quản nơi khô ráo cho em rồi. Ở đây em đã có túi zip em đóng cho mọi người rất là chắc chắn. Đấy, khi mà mọi người mở ra này, mọi người mở ra thì bên trong nó sẽ là từng cái tép miến như thế này. Các bác có thể lấy dùng dần mọi người nhé. Hoặc là khi mà mình lấy xong mình có thể đóng túi vào cho em như thế này, rất là tiện luôn ạ. Mình chỉ cần để nơi khô ráo là được. Còn khi mà các bác đem ra sử dụng thì mọi người có thể đem ra mọi người ngâm nước giúp em khoảng 5 đến 10 phút rồi mình mới nấu. Như thế thì miến nó sẽ nấu sẽ tiết kiệm thời gian cho mình hơn, nó sẽ mềm nhanh hơn mọi người nhé. Với cái bản miến rong này thì các bác có thể nhìn thấy cái màu nó sẽ không được trắng. Còn nếu mà bản miến rong nào mà trắng hoàn toàn thì chắc chắn là đã được tẩy trắng qua rồi mọi người nha. Còn cái bản nếu mà từ miến rong nguyên chất thì chắc chắn là cái màu nó cũng sẽ kiểu hơi nâu nâu một chút hoặc là nó không được trắng ấy mọi người. Cái này cũng phụ thuộc vào cái phần củ rong nữa. Đây, mọi người có thể đóng cho em. Và một cân miến thì sẽ gồm hai gói miến như thế này mọi người nhé. Gồm hai gói như thế này, mỗi túi là 500g, mọi người sử dụng cũng được khá là lâu luôn ạ. Cả nhà mua bộ dao ngày hôm nay thì em sẽ tặng cho mọi người một cân miến rong gồm hai túi như thế này.
Bộ dao là 1.326.000, gồm 4 con dao, một con dao chặt xương, một con dao chặt gà, một con dao thái và một con dao lọc, đầy đủ chức năng để mọi người có thể sử dụng ở trong gia đình mình luôn. Đấy, mình không cần phải loay hoay tìm dao hay là trong tất cả mọi dịp thì mọi người cũng có thể sử dụng cho em 4 cây này, là đầy đủ chức năng mình sử dụng rồi. Ngoài ra thì mọi người có thể sử dụng bộ này ở trong nhà hàng này, các bác cũng có thể sử dụng để làm quà tặng cho những người thân yêu của mình cũng được mọi người nhé. Quà tặng cho người thân, cho đối tác. Đấy, 1.326.000 em tặng cho mọi người một cân miến như thế này. Còn nếu mà các bác mình không muốn lấy miến thì 1.326.000 trong video ngày hôm nay em cũng sẽ giảm cho cả nhà mình bộ dao này còn 1.160.000 và miễn phí ship thôi mọi người nhé. Thì đấy thì tùy mọi người lựa chọn, mọi người có thể chọn là được tặng miến này hoặc là mọi người có thể chọn chương trình giảm giá tri ân cho mọi người. Một cân miến như thế này nhà em thì đang trị giá là 150.000 một cân cả nhà nhé. Hôm nay em cũng giới thiệu tới cả nhà một cái bộ dao đầy đủ chức năng này, có quà tặng kèm cho mọi người và có chương trình tri ân dành cho cả nhà khi mà mọi người mua bộ dao của em trên video ngày hôm nay. Em chỉ áp dụng ở trên video thôi mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em ngày hôm nay, và mọi người xem video thì nhớ ấn like này, nhớ ấn theo dõi kênh của bên em này, để mà mình có thể theo dõi được những cái video mới nhất cũng như là những cái chương trình ưu đãi em lên mọi người. Bởi vì thường thì chương trình ưu đãi em sẽ chỉ áp dụng ở trong một ngày hoặc là một cái khung giờ nhất định thôi. Các bác bật thông báo lên thì khi mà có chương trình em gửi thông báo là mọi người có thể nhận được luôn, thì mình sẽ theo dõi được nhanh nhất. Còn nhiều khi là các bác cứ bảo là em lên chương trình ưu đãi mà lại không kịp lấy, tiếc quá thì cũng rất là khó cho em đúng không mọi người. Đấy, hôm nay cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em này, và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video lần sau mọi người nhé. Bác nào mà ưng ý mẫu nào thì mọi người có thể comment cho em ở dưới video này, hoặc là nhắn tin gọi điện theo số điện thoại của em 0987 240 733 mọi người nhé. Bye bye cả nhà.